Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý bà con, cô bác, chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Trân trọng cảm ơn tất cả quý tình cảm bà con luôn luôn dành cho Khả Năng trong thời gian vừa qua. Làm ơn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ những video em Khả Năng nhé. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay em Khả Năng có về một mẫu xe mới đời 2013, tên tư nhân chính chủ, biển Thái Bình. Đó, các bác nhìn thế này, form dáng thì IM 2013, nhưng mà đầu 2013 nó vẫn là form cũ này, còn cuối 2013 nó lên form mới. Chính vì thế nên là bà con sẽ mua được chiếc xe nhập khẩu mà giá rất là rẻ hơn so với dòng form mới rất là nhiều. Anh em nào có tầm tiền khoảng tầm khuôn 155 triệu, 58 triệu thì chiếc này Khả Năng Ô Tô bao rút hồ sơ, có bớt nục ná cho bà con một chút nữa. Về form cũ thôi nhưng mà chất lượng của nó không đổi các bác nhé. Đặc biệt là nó được trang bị 4 máy 1.0 chứ không phải 0.8 nhé. Không phải 3 máy đâu, nó là 4 máy 1.0. Nên là máy nó nổ rất là giòn và êm, đều. Nói chung là về form dáng thì nó cũng chẳng lỗi thời đâu, nhưng mà cửa tiền nó hợp lý thì anh em có thể lựa chọn chiếc này. Nếu các bác mà có tiền thì tầm tiền 155 triệu trở lên thì 150-155 triệu thì anh em hãy liên hệ cân đối chiếc xe này. Vừa bền vừa tiết kiệm, nhập khẩu, động cơ 1.0, xăng tầm 5,5L/100km thôi. Rất là vừa tầm tiền. Đời 2013 nhé, tên tư nhân biển Thái Bình, có bao rút hồ sơ cho bà con với mức giá là 158 triệu đồng. Còn bớt nọc ná cho bà con khi bà con alo cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Đăng kiểm tháng 2 năm 2023, xe tên tư nhân rồi, sơn xi sạch sẽ, mà nước sơn màu bạc rất là đẹp đây. Anh em nào quan tâm thì có thể alo sớm nhé. Chiếc xe này về bọn em bán rất là nhanh, nhưng mẫu xe nhỏ nhỏ tiền tầm 150 này thì các bác quan tâm rất là nhiều, nên các bác là muốn bán xe thì alo sớm nhé. Có những con này con như thế này đời 2008-09 thì nó chỉ khoảng tầm 101-102 thôi, có những con nó lỗi thì tầm 100 thôi, 80 cũng khó các bác nhé. Nên là nhiều anh em cứ bán xe thấy xe lỗi nhưng mà bán rất là cao. Bọn em thì xe không lỗi mới bán cao được, thì xe lỗi bọn em bán rất là rẻ anh em ạ, mà đôi khi là không bán cơ, không mở bán luôn chứ đừng nói là bán. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn, nhìn form dáng nó đẹp như này thì anh em về chỉ việc đổ xăng thôi, và xăng thì nó tiết kiệm nhiên liệu như này thì anh em cứ an tâm. Về cái chất lượng xe thì bọn em sẽ có bảo hành cho bà con về cái đâm đụng ẩm nước này. Đấy, nội thất này nguyên nỉ, dù ghế nỉ nguyên bản này anh em nhìn thấy chưa. Thực ra nỉ nguyên là do bên ngoài người ta bọc ghế ra, người ta mới tháo ra thôi, nhưng mà anh em nào giữ được xe như này là phải nói là nhìn quả chân nỉ nó biết uy tín rồi. Đẹp luôn, keo chỉ này, phần vô lăng cũng đẹp các bác nhé. Phiên bản này thì nó không có túi khí đâu, nó là phiên bản thiếu. Nếu bản đủ thì nó đẹp như này, nếu phải bản đủ nó phải bán 160-170 là chuyện bình thường, 175 triệu. Nhưng đây là bản thiếu nhé các bác nhé, bản thiếu nhưng mà rất là hợp lý với giá tiền luôn. Đời này ngày xưa người ta chắc là không dạy dịch vụ đâu anh em nhỉ, con này chắc không dạy dịch vụ nên là nó mới đẹp cứng thế này, nhưng nếu dạy dịch vụ nó sẽ nát hơn nhiều. Đấy, xe gia đình mà, đây không khoan đục luôn các bác nhé, không khoan đục này, này nên là cánh cửa keo chỉ là zin này. Đấy, đẹp sạch sẽ. Nhà em thì một ngày về hàng chục xe chứ không phải 1-2 xe đâu, nên các bác cứ an tâm, nó xem một xe nó hợp lý giá tiền là được. Đó, với mình cứ báo nhau chuẩn một chút, anh em đến xem xe này có lọc lá nữa là cũng chẳng lo đâu. Này, không nó đắt đâu, vì một chiếc xe anh em mua cố lên, mua cao lên một tí thì nó sẽ chất lượng nó sẽ tốt hơn hoàn toàn. Còn nếu anh em tham rẻ, anh em mua cái dòng xe về mà dọn suốt ngày ăn đi sửa đấy thì anh em lại tính vào thì nó lại thành quá hay cao luôn. Nên là nhờ anh em cứ xem cái kênh mà người ta chuyên dọn xe nát mới đâm đụng va chạm đấy, nó dọn những cái dòng xe đấy nó bán rất là rẻ. Anh em cứ cân đối xong rồi cứ bảo kênh này giao cao, kênh kia giao thấp, nhưng mà thực ra là căn bản nó đo chất lượng hết. Bên lại bên em có bớt mà, không phải bán cả đâu, không ai bán cả đâu. Đây, keo chỉ zin này, đây chỉ zin hết nhé, zin hết anh em nhé, zin từ trong ra ngoài luôn này. Đấy, nội thất zin nhé, sơn nội thất zin hết này, vân sần của nó nguyên hết, đẹp luôn. Nhưng nếu con xe mà nó mà qua dịch vụ rồi thì không muốn nói em gì, con này, này chắc chắn là không qua dịch vụ luôn, đến rất là cứng xe này, cứng từ trong ra ngoài nhé. Keo chỉ cánh cửa là 4 cánh mới cốp đít là nguyên zin rồi. Không biết phần máy móc với phần gầm bệ như nào, nhưng mà em thấy nó rất là chất lượng nhé. Này, không khoan đục các bác nhé, không khoan đục, không taxi này. Đấy, không có lỗ khoan, đồng hồ tính tiền. Và củ số của nó cũng nguyên zin theo xe mà số nó không mờ này. Đấy, vô năng đẹp, trần nỉ nguyên bản, ghế nỉ nguyên bản. Nói chung con xe như này rất là cứng nhé các bác nhé, rất cứng luôn, đi con này bền luôn nhé. Cửa tiền 150 anh em đừng buồn, mua về đi con này đi anh em đi 5-7 năm nữa không phải sửa chữa là chuyện bình thường. Nếu các bác cứ thăm cho em cái kiểm tra cho em cái thăm dầu thăm nước đầy đủ cho em thì chắc chắn là nó sẽ rất là bền và tiết kiệm nhiên liệu, với giá tiền nó cũng rất là vừa phải đấy, vừa phải luôn nhé. Đấy, nội thất các thứ này zin hết. Anh em có đi 10 Avante đấy cả. Đây, nội thất của nó thì đẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi. Đây,
Về cái phần gì nhỉ, phần máy móc thì chúng ta cùng kiểm tra luôn, xem điều hòa. Trước khi đó xem điều hòa. Đó, đây. Điều hòa có mát không đã? Thời tiết này mà điều hòa không mát thì buồn lắm nhỉ. À, điều hòa chết rét luôn các bác nhé. Điều hòa chết rét luôn. Có màn hình thôi. Màn hình có nhạc, có nhạc kéo đầy đủ rồi. Cái này thì mình không cần test vì không có thì làm cho nó có thế thôi, đúng không? Còn cái phần máy móc với lại phần khung sườn này thì không làm được anh em ạ. Ui, chắc lắm. Ui, 23 đi chắc lắm các bác. Máy chất lắm. Máy cực chất luôn đấy. Chất chắc, đẹp. Không rung lắc. Đấy. Đi xe phải thế chứ. Đấy, vào cua vào quành này. Không bị hụt hơi, không bị thiếu ga. Đấy, nó mới gọi là xe đẹp này, anh em mua về an tâm luôn nhé. Về chất lượng chiếc xe này thì có đảm bảo bảo hành cho bà con, nhưng bà con cứ an tâm. Giá tiền thì mỗi xe mỗi khác nhau. Có những chỗ người ta bán rẻ, người ta bán đắt là chuyện bình thường. Nhưng mà em thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con, quý cô bác cùng mọi người đã luôn ủng hộ đồng hành. Thì tận mua vừa bán thôi, nhưng mình có nói em sao nó chuẩn, nó hợp lý thì người ta quý, đúng không ạ? Thì các bác quý em, anh em là mới xem là làm ơn xin một đăng ký được không ạ? Anh em nào xem lâu rồi làm ơn xin một like nào. Lâu lắm anh em không like cho cái. Quay phim mà anh em không được yêu thích rất là buồn. Ngày nào cũng có anh em xem đấy, nhưng mà đợt này anh em bỏ bê nhiều quá. Các bác không không bảo ủng hộ mấy. Đôi khi khách khứa đến chợ cũng ít thì anh em toàn đi đâu ấy. Đấy. Đây phần khoang máy đây. Máy của nó thì động cơ 1.0 nhưng mà nó có 4 máy nhá, 4 cái buji này. Và nổ rất là êm. Về độ zin của nó thì em nghĩ là máy này còn zin đấy. Nghĩ thôi, vì nó đời cũ rồi. Mình cũng không quan tâm lắm, vì cứ máy ngon là được. Máy nó nổ như thế này, đàn cò gõ đều như này là ok các bác nhé. Keo chỉ cabo này, cabo này thì nguyên zin rồi. Cabo này mà mất một phân này em đốt xe ngay các bác. Nên vậy con xe này là bao zin cho bò con toàn bộ xe luôn. Vì nó không đâm đụng vào phần keo chỉ này thì nó không vào, không thể nào vào khung xương được. Nên mọi người cứ an tâm, vì mọi em xem qua thôi là đã biết được chất lượng của chiếc xe rồi. Còn cái phần đầu đằng sắt xi thì nó ảnh hưởng, chứ còn cũng cái cản nhựa này thì anh em vỡ thoải mái nhé. Có cái đèn này nó hơi hấp hơi một tí này, thì em cho anh em nó vệ sinh bóng đi. Nó vệ sinh là nó sấy khô đi. Đấy, cái bàn đèn zin theo xe thì nó hấp hơi theo cái đường bóng thôi. Chứ nó không nứt hay là nó không vỡ gì cả. Nó lâu đời thì nó sẽ hấp rơi dần đấy. Mình sẽ vệ sinh nó đi là đẹp là được. Còn lại con xe này nhá, dòng xe nhập khẩu mà tư nhân chính chủ, biển Thái Bình. Xe đẹp và em chào bán với mức giá là 158 triệu, có bớt cho bà con. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi. Xin chào mọi người trong clip tiếp theo.